Chào Nị. Này, cô thấy cái hình này thú vị lắm. Giờ Nị xem thử nha. Trong hình là cùng một dòng chữ thôi, nhưng mà hai kiểu chữ khác nhau. Kiểu đầu tiên thì Nhi Nị thấy đó là một lời bày tỏ tình yêu chung thủy, kiểu như anh yêu em, anh sẽ luôn tìm em. Còn hình thứ hai cũng câu đó, nhưng mà đổi phông chữ thì thành ra một lời hăm dọa, kiểu như tao sẽ luôn tìm mày, đừng hòng trốn thoát. Cái này quay trở lại câu nói cũ mà ba hay dạy Nị, của cho không bằng cách cho. Cùng một câu nói nhưng mà giọng điệu khác nhau sẽ dẫn tới người hiểu cũng khác nhau. Nếu mà mình tặng quà cho người ta mà mình tặng với một sự vui vẻ thật lòng á, thì ai cũng hạnh phúc khi nhận hết á. Ngược lại, nếu tặng với thái độ hống hách, tức tối, bất lịch sự, thì cho dù quà có to, có mắc tiền cỡ nào đi chăng nữa thì người nhận vẫn không muốn nhận, vì như vậy là xúc phạm người ta. Nên nhớ nha Nị, quan trọng là ở tấm lòng chứ không phải ở giá trị món quà đâu nha. Mau Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.